hay đi đá banh ở công viên Lê Thị Riêng á. Đá banh hả? Dạ dạ. Tụi em hay tập đá thì thiếu người. Anh này ở trường khác thì cũng đứng coi, xong rồi em thấy cũng có vẻ cũng đam mê, xong rồi em mượn vô để chụp gôn hay là đá cho đủ người. Không sẽ cưới trường làm vợ. Cho bà nhắn lại. Ông này bị điên hay sao? Nó chặn số điện thoại em luôn. Nó chặn tin nhắn. Nhà em ở dưới quê mà giống như nguyên cái nhà lớn vậy đó, dập chùa cái bên đó. Cho nên làm gì là cả nhà biết hết. Bữa đó không làm gì hết thì lên trên đây ở riêng. Thuê phòng trọ phải hỏi kỹ là có cách âm không. Em tên là Phong, 30 tuổi, nhân viên kỹ thuật của công ty CJ Cầu Tre. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trường, em 30 tuổi. Em đang làm phòng kinh doanh của công ty tư vấn du học. Nhưng mà năm nay là năm nay khó khăn. Dạ. Du học chắc ngưng hết rồi ha. Đây là tình trạng chung. Anh đang rất muốn biết rằng là cơ duyên nào hai em gặp nhau. Tụi em quen nhau 11 năm. Lúc đó là em học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thì em hay đi đá banh ở công viên Lê Thị Riêng á. Đá banh hả? Dạ dạ. Tụi em hay tập đá thì thiếu người. Anh này ở trường khác thì cũng đứng coi. Xong rồi em thấy cũng có vẻ cũng đam mê. Xong rồi em mượn vô để chụp gôn hay là đá cho đủ người. Em ơi, đứng đó em coi gì em? Em thấy phụ nữ mà đá banh em khoái đó. Là em coi. Như là em thích đá banh nữa. Coi giò, coi cản. Là nguyên đội nữ hả? Dạ, nguyên đội nữ. Mà không đứng không coi đội nữ đá banh. Em coi để em huấn luyện á. Xong rồi là em được nhờ vô ở chụp cái vị trí nào nhiều nhất? Dạ, chụp gôn vậy. Chủ yếu là để đi lượm banh thôi. Thì nữ là hay đá ra ủa, ngoài nhưng mà. Mà sao được em? Sao được em? Tại nữ đá nhau sao mà. Thiếu người anh. Thiếu người anh. Mượn thường xuyên không em? Dạ, mượn thường xuyên. Rồi khi nào thì mới bắt đầu. Sau đó thì tụi em thấy ông này sao mà nhát dữ. Kêu vô là biểu gì làm nấy luôn á. Không có dám làm gì hết trơn. Lúc đó em nghĩ trời ông này vậy sao cua gái. Đó là em có ấn tượng gì về bạn này không? Có thích bạn này không? Thấy thích hả? Giống như trong đội mình thấy ai đẹp đó. Ý mới đứng coi. Nhưng mà em không phải là người đẹp trong đội. Thích rồi cho nên em nhờ mới vô. Dạ vô làm liền đó, là xong rồi đó. Sau những ngày đó thì rủ đi chơi này nọ rồi quen một thời gian thì tụi em thấy ảnh nhát quá, em nghỉ chơi em chơi nữa. Nhát quá không biết cô gái có quen một thời gian mến thích trên mức tình bạn. Hẹn nhau đi ăn đi uống vậy anh, về quê tết rồi đó, rồi giận hờn vậy đó, rồi mất liên lạc tới khoảng 2015. Dạ. 5 năm trời mất liên lạc với nhau. Dạ. Cơ duyên nào mà gặp lại nhau? Trong thời gian không chơi với nhau nữa cũng mạnh ai cũng quen những mối quan hệ khác. Rồi sau một thời gian thì cả hai cùng thất tình. Đồng cảnh ngộ vô tình tìm thấy nhau ở trên Facebook. Nhớ lại bạn này ngày xưa mình cũng có quen thôi, lâu rồi hỏi thăm sức khỏe nhau. Cà kỳ dạ. Nhau. Mới đầu là cà kỳ nhau trước. Thì thấy thất tình nhau. Đồng cảnh ngộ nhảy vô cà kỳ á. Cà kỳ rồi nói chuyện đâu khoảng 2 tuần rồi mới hẹn đi ra nhà ra ngoài. 5 năm ở cái thời thanh niên nó sẽ thay đổi rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì khi tụi em gặp lại nhau thì cái ấn tượng của tụi em như thế nào? Em thấy vợ em thì xinh hơn lúc trước nhiều. Giống như lúc trước là còn đi học cho nên không có chỉnh chu, không có chăm sóc. Thì đi làm rồi thì có nghĩa là đẹp hơn. À, lúa trổ đồng đó em, lúa trổ đồng. Em thì dạng dĩ hơn rồi. Dạng dĩ may quá. Anh ấy đã biết cô gái. À, đã biết quen đó phải không? Dạ, anh ấy đã biết nói chuyện. Đó cái bữa gặp nhau đầu tiên đó là cô làm sao? Có gấp cho em ăn. Nhưng ngày xưa là không có chuyện đó. Đó rồi có nắm tay được không? Dạ chưa. Chưa được nắm tay. Là nắm tay chưa anh? Con nắm. Có tấn công quyết liệt không? Gặp lại mình thấy mình có ấn tượng, mình thấy thích, từ từ mình mới nhắn tin, hỏi thăm tại sao chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể, em thấy tội, em thấy thương. Em mới nhắn, Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cái bà nhắn lại, ông này bị điên hay sao, chặn số điện thoại em luôn. Chặn tin nhắn luôn. Tên của bà cũng nữ tính quá. Dạ, hai vợ chồng đọc tên lên, không ai đoán được ai là vợ, ai là chồng. Ai là vợ, đúng không? Dạ. Trường Phong. Khi nào thì em mới chấp nhận? Tụi em mới cưới hồi ngày 8 tháng 8, 2020. Gặp lại, quen nhau là từ 2015. Dạ. Dạ. Tới 2020 mới cưới nhau. Dạ. Vậy là trong 5 năm, có nghĩa là em gợi ý muốn cưới cổ mấy lần? Dạ, em như là đếm nổi không, 3 lần hay gì á, 3 lần luôn. Lý do em sao lần nhớ. Thứ 3 mà em đồng ý cưới, mỗi lần mà em bực mình lên á em chặn số điện thoại ấy, anh ấy cứ đến trước cái nhà em ở ăn dầm nằm về lê lết ở dưới đó
em sợ ảnh hưởng đến chủ nhà của em sợ ảnh hưởng đến hàng xóm á, em phải xuống thôi, em phải ra mặt thôi. Đó, cho nên làm thì sau đó em mới nói chưa có ổn định, với lại em cũng lo bây giờ quen nhau thì vui vẻ thế này thôi, nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân, quen là quen mà cưới là cưới, nó khác nhau. Lúc đó thì công việc em ổn định chưa? Dạ, công việc em thì ổn định anh. Chỉ có tới gần cưới, chuẩn bị cưới thì công việc có chút thay đổi. Em có sống thử không? Dạ không. Em là một người truyền thống. Vậy là giữ gìn. Dạ. Dạ. Có thể chơi nhiều cái khác nhưng lại truyền thống trong cái việc đấy. Ừ. Quen người cũng đi chơi, cũng đi du lịch, cũng đi nhiều lắm. Tụi em đi rất nhiều nơi. Nhưng mà giữ không giữ khoảng cách thì giống như ở chung thì cũng ôm nhau ngủ vậy thôi. Trừ cái đó thôi. Em thì cũng người bình thường, không phải thánh, nhưng mà mình thương. Mình thương nhiều quá cho nên chấp nhận. Em càng bực bao nhiêu thì tới đêm tân hôn là em càng cảm thấy là xứng đáng, đúng không? Dạ. Mà đêm tân hôn chưa được nữa chị. Tại vì nhà em ở dưới quê mà giống như nguyên cái nhà lớn vậy đó, dập chùa kế bên nữa. Cho nên làm gì là cả nhà biết hết. Bữa đó không làm gì hết thì lên trên đây ở riêng. Thuê phòng trọ phải hỏi kỹ là có cách âm không. Rồi, nhưng mà cũng không được. Tụi em phải 3 tháng sau giữ về chờ. Mới có 1 tháng mấy được thôi đó hả? Mừng lắm chị. Em cũng là mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô ba la đau thì em buông. Mà giờ ok chưa? Giờ này giờ ok không? Dạ, giờ không có la đau mà không có la nữa. Mà em không ấy gì là sẽ la em. Là em bị la. Em bị la. Không, bây giờ là đây là giây phút tận hưởng nè. Dạ. Mấy tay em làm cái gì á? Đang vỗ tay. Đây là cái gì? Đúng không? Đó, chị show em hoài. Coi như là được nhiêu ta? Được mấy tháng? Dạ. Vậy đâu có thấy tật xấu đâu. Có lòi ra tật xấu gì của nhau không nè? Có chị. Anh thấy phong hiện chết luôn. Dạ. Nhưng mà ở trong mới biết. Ở trong chăng mới biết. Đâu, ví dụ tật xấu gì đâu coi nè. Hay coi điện thoại á chị. Anh hay coi sàn ở trên mạng á. Luôn luôn có cái để coi hoài luôn á. Mà chúng ta đều đi làm đến buổi tối là sau bữa cơm là nên dành thời gian tâm sự. Hôm nay rồi, tôi bực bội cái gì, tôi vui cái gì. Đúng, tôi bức xúc cái gì. Hai vợ chồng cùng coi một bộ phim. Dạ. Ví dụ như mẹ con trên kênh Hồng Quang Entertainment. Ngồi em tâm sự, anh cảm thấy bây giờ sắp tới mình sẽ làm cái này, làm nọ, làm kia. Giống như em đang ngồi với cái máy ấy. Còn ảnh thì vẫn cứ coi sàn. Em bực quá thì em xuống dưới đó em ngủ. Còn vậy một là em xuống đất, hai là ảnh đi ra sofa. Đó, rồi sao nữa nè. Ảnh tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá. Là tốt chứ. Nhưng mà tiết kiệm quá, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Mà về nhà là không mặc đồ luôn đó, đúng không? Đấy, đúng rồi chị. Mặc không dám mặc mà. Dạ. Mặc sợ hư đồ, đúng không? Tối ngủ mà không mặc. Giặt không dám giặt luôn. Nghĩa là tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá, nó không có ép em là không được mua này mua nọ, shopping này nọ kia. Nhưng mà cứ mỗi lần em mua này cái nọ kia về thì anh lại hay hỏi này ở đâu ra. Dạ, em hỏi để coi mắc hay rẻ để em mua giùm. Để làm gì? Coi chỗ nào rẻ hơn em mua. À được. Cho tôi em nói cho nghe. Đó, rồi lâu lâu đá banh xong thì đi nhậu. Đá banh xong là khoảng 9 giờ đêm rồi. Nhậu đến 10 rưỡi về, 11 thiếu nước, mất nước. Mà em đang nghĩ đến một ngày là giả sử đi nhậu xong lỡ có chuyện gì 11, 12 giờ đêm gọi cho em. Nói là em ơi anh đang bị cái này nọ kia, làm sao mà em có thể ứng cứu, em có thể có mặt đó. Em biết đường đâu mà đi. Em sợ đúng không? Dạ. Dạ, em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Cũng may là hết đá banh xong nhậu rồi. Nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu anh vui thôi, đừng vui quá. Ảnh sống thoải mái lên tí. Thông khoáng lên tí. Nhưng mà em, giờ tới em đó, bây giờ em dồn bóp, em quá. Giờ em bóp rồi. Dồn vô, anh đừng cùng luôn á. Ở trên đây có 30 phút thôi, nhưng mà mình sống cả đời đó nha anh. Nói sợ anh nói. Vợ em thì có một cái tính là giống như hơi cố chấp. Nhưng mà khi mà có một cái việc gì á, em nói á, thì không có nghe. Cái gạt qua một bên vậy đó. Giống như mà khi mà giận nhau á, bả được quyền nói thôi. Bả nhắn tin hay gì, bả nói lèo xong tới lượt em, bả chặn. Em đâu được quyền nhắn, chặn hết luôn. Chặn tin, chặn hết luôn. Có cái chiêu hay thật, các chị phải học quá. Không làm gì được anh. Em mò hết cách, chặn điện thoại, rồi đóng cửa, em gửi mail là hết chặn được, cũng đọc rồi. Mail không chặn được, chỉ có thể cho vào trang mail thôi. Sao nữa, còn gì nữa? Cái tánh em hơi tiết kiệm, vợ em thì hơi phóng khoáng chút. Trời, em cũng bù đắp đó em. Ví dụ làm đồ ăn, dọn ra ăn, rồi xong quay lại thấy bả đâu mất tiêu. Không quay qua thấy lấy cái cục đồ ăn đem ra ăn chó nhà hàng xóm ăn. Trong khi đó em ăn, để cái này bả ngon để dành cho bả đi, bả không ăn lát mình ăn. Quay qua lại gấp để riêng. Hỏi chị,
đem cho chó ăn. Không lẽ nữa giờ không lẽ em dành ăn với chó mà chó nhà hàng xóm nữa. Em thích lắm, em thích chó mèo lắm. Dễ lắm, mai em mua cho con đi. Anh không cho, anh không cho em nuôi thú cưng. Em thích chó mèo ghê lắm. Em cũng thích nhưng mà nó dơ. Sợ hốt đúng không? Em suốt ngày em phải đi nựng chó hàng xóm. Cũng vậy nè. Dơ thì dở em sẽ tự làm. Tại giờ chưa có con mà đúng không? Dạ chưa. Ngủ đi. Bây giờ chị nói nghe, hai đứa tụi em còn quá son luôn á. Thực sự cái cuộc sống hôn nhân của tụi em nó còn quá mới mẻ luôn. Thì chị nói trước nè, trong một cái năm đầu tiên á, là cái năm sóng gió của hai vợ chồng. Sóng gió đây không phải là cái gì mà là tụi em bắt đầu phải tề cái tôi của mình lại để mà tụi em khớp vô nhau. Chứ còn nếu không á, là sẽ gây lộn liên tục. Lúc này bắt đầu tìm hiểu nhau đi, tìm hiểu nhau giống như hồi mới yêu nhau vậy đó. Đó nha. Đó thì để mà mình dung hòa với nhau cho cái gia đình mình hạnh phúc. Rồi, cảm ơn các em sẽ hiểu nhau nhiều hơn và phải tận hưởng cái năm đầu tiên của hai vợ chồng. Đúng rồi. Nghe. Có đi du lịch đi chơi rồi đi. Dạ. Yeah. Ok, nghe. Rồi, bây giờ mình chị Heo. Ở đây bốn người, cô dâu là đẹp nhất. Bởi vì cô dâu mặc cái áo đầm thường lè. Cái này là màu hồng lạc, không phải hồng lè. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em á là tên là Dương Công Lộc. Thì em là bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Vợ em cũng là bác sĩ, hay Thành Nhã Yến. Dạ, hiện em là bác sĩ làm theo chuyên ngành là sản phụ khoa. Có lẽ là hai người gặp nhau là ở trong Bệnh viện Nhi Đồng không? Em với vợ em thì gặp nhau lần đầu tiên á, mặc dù là học chung trường nhưng mà lần đầu tiên tụi em gặp nhau là trên sân cầu lông của trường em, đó là một cái giải đấu. Thì em mới thấy là có một cô gái mặc dù là học trường y nhưng mà sao lại có một cái tướng rất là đẹp và rất là chuẩn. Bắt đầu em để ý từ đó. Rồi em mới suy nghĩ là tại sao từ đó giờ mình lại đi theo đi kiếm ở ngoài nhiều quá, anh chị mình đã có cái chục cuộc tình nhưng mà không có ai giống vậy hết. Xin lỗi, tức là lúc đó em bao nhiêu tuổi mà em đang có chục cuộc tình rồi? À, lúc đó em chắc cũng chưa có lớn lắm, em chỉ khoảng 23 tuổi thôi. Ba tuổi. Tình trải dài trong bao nhiêu năm? Trải dài trong khoảng có 2-3 năm trường đại học của em. Tại hao dữ à nghe. 3 năm mỗi yêu một chục cô dữ dằn à. Đó, ảnh thì ấn tượng em ban đầu vậy. Vậy thì em lúc đó là... Em có ấn tượng gì đó không? Tới bây giờ nghe ảnh kể thì em bắt đầu hiểu được là tại sao lúc đó cái linh cảm đầu tiên của em rất là đúng. Có nghĩa là khi em nhìn ảnh tới gần em á là em đã có cảm giác là ông này rất là banh. Nhìn ngay cái nhìn đầu tiên là ảnh đã là bị loại ngay từ dòng gửi xe rồi. Tại vì không đẹp trai mà nhìn mặt lão quách trong trường, học biết là trên mình một lớp mà đi học rất lâu mà không thấy ảnh xuất hiện, vậy là biết là anh này cũng không có chịu khó học. Cho nên là em ấn tượng đầu tiên của em là em rất là biết cái anh này. Rồi cái điều gì á mà làm cho em vượt qua được cái cảm giác ban đầu là người ta muốn ưa mình mà mình cứ cố tình để mình đeo đuổi? Cái đó là em nghĩ là em đã có một cái kinh nghiệm dày về vấn đề tình trường rồi. Thì chỉ có một cô gái mà ở trong trường y thì em nghĩ chắc không có làm khó được em đâu. Cách nào? Thì em sẽ lấy được cái số điện thoại rồi. Thì em cũng lên kế hoạch là bây giờ em quyết định là cứ đi theo rồi làm quen. Cũng được khoảng vài tháng thì em thấy được là thôi bây giờ mình phải quyết định là phải viết cái thư để mà tỏ tình. Và phải viết cái thư tỏ tình làm sao để cho là có một mà không có hai. Tại vì mình là dân y mình phải viết, không có giống như là nhà văn, cũng không giống như nhà thơ. Có nghĩa là bác sĩ viết thư đó đúng không? Dạ. Dạ. Sao cái thơ làm sao? Dạ, bức tâm thư này chắc cũng ghê gớm lắm mà. Em không hiểu là anh để bao nhiêu tâm huyết cho bức thư đó. Nhưng mà khi mà em đọc cái bức thư đó là em chỉ có ôm bụng một cười nghiêng ngả thôi. Tại vì một cái bức thư tỏ tình mà giống như một cái CV xin việc nha. Một cái đơn xin việc á hai? Dạ. Em mà đừng có nói là cái thư đó có Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do Hàn Quốc nha. Em nói chuyện là CV xin việc sao là nó giống như vậy. Thì cái mẫu là mẫu của một lá thư hành chánh. Và mở đầu rất là hùng hồn là anh sẽ nói cho em biết 5 lý do anh thích em. Gạch đầu dòng, 5 cái gạch đầu dòng. Thứ nhất là em xinh đẹp. Thứ hai là em giỏi giang. Thứ ba là em lễ phép. Thứ tư là em giỏi thể thao. Thứ năm là em hòa đồng với bạn bè. Chậm xuống hàng. Và sau đây anh sẽ nói 5 lý do em phải thích anh. 5 lý do gì? 5 lý do gì? 5 lý do là việc đầu tiên á là em thấy được là em đã quen nhiều người nên em nghĩ là em đẹp trai. Mà em học y nên thành ra em là em học giỏi, mặc dù em không đi học. Coi như đẹp trai nè, học giỏi. Và nhà em á là nhà có điều kiện, anh lễ phép với người lớn. Và cái quan trọng nhất đó là anh thấy em đẹp. Đẹp nữa, hai cái đẹp nó trùng vô nó sẽ hay hơn. Trai học giỏi, con nhà giàu, lễ phép và biết kiêm ngưỡng sắc đẹp, biết thưởng thức cái đẹp. Đó. Là em vừa cười và lúc đó câu kết là câu kết là
Chính vì vậy suy ra em sẽ phải yêu anh, và anh thì đã yêu em. Còn thời gian khi nào thì em yêu anh thì anh không biết. Trời ơi, trời gian trả lời. Rồi đến khi nào thì ở đây mới chấp nhận là chủ quyền thuộc bên này? Tới khi mà vợ em cho phép em về nhà gặp mẹ. Thì thật tình lúc đó em cũng thấy ngạc nhiên lắm. Tại vì em quen nhiều lắm rồi mà chưa có ai kêu em về nhà gặp mẹ hết. Thì em cũng hơi lỡ rồi, cũng theo luôn, về nhà gặp mẹ luôn. Là sao em tự nhiên sao lại đeo về gặp mẹ? Thật sự là em thấy anh này ảnh đeo bám dữ quá. Nhưng mà theo như em điều tra thì cái quá khứ của ảnh khá là hoành tráng. Cho nên là em rất là sợ, không biết là ảnh có thật lòng hay không. Thì em mới chơi một cái chiêu cuối cùng là bắt ảnh phải về gặp gia đình để coi mức độ nghiêm túc của ảnh như thế nào. Nhưng mà rốt cuộc là anh chị biết là ảnh đã làm cho cái chuyện đó nó cực kỳ nghiêm túc hơn mức em nghĩ luôn. Là sao? Dạ. Là cái sao? Bữa đó nó ảnh đến rất là sớm. Là lúc mấy giờ? Dạ. Em đến sớm là mấy giờ? Là 5 giờ rưỡi sáng. 5 giờ em phải dậy. 5 giờ rưỡi sáng. 5 rưỡi sáng. Hồi đó em đi học chưa bao giờ em thức tới 5 giờ hết. Bây giờ phải đi thức 5 giờ. Thật ra là em có nhá cho ảnh biết á, là nhà em thường có thói quen là sáng dậy sớm để uống cà phê và nghe nhạc. Xong rồi mọi người sẽ đi làm. Cho nên là thường thì giờ giấc sinh hoạt rất là sớm. Thì ảnh mới cần ngay cái dịp đó anh đến luôn. Rồi sao nữa em? Rồi sao? Xảy ra nữa? Rồi bắt đầu qua nói chuyện với mẹ thời gian thì em lại phải gặp lại một số chướng ngại từ gia đình của vợ em nữa. Đó là đầu tiên là em gặp anh vợ. Thì em không biết là anh vợ anh lại có ý nghĩ gì với em không nữa. Mà sau gặp em cái tự nhiên ra nói với em là bây giờ muốn quen em gái anh. Là phải thi đấu với anh 3 môn thể thao phối hợp. Mà 3 môn phối hợp? 3 môn là gì? 3 môn đó thì em lựa. Thì ảnh thấy em là sinh viên y, thành ra chắc thể thao em cũng dở, thành ra ảnh cho em lựa luôn. Thì em mới lựa là cầu lông và bóng bàn với bia. Thì cầu lông là em là ăn là cái chắc rồi. Thì bóng bàn thì em cũng ăn. Và đặc biệt là trong quá trình đi học y á, là em đi đánh bia độ cũng sống. Rồi sao thi? Cái ngày thi sao? Thì thi xong rồi, em ăn rồi thì em mới qua được một cửa rồi. Thì lại gặp tới một cái cửa là mẹ của vợ em mới bắt là bây giờ phải đưa vợ em về nhà. Giống như là để cho ba mẹ em biết luôn. Thế là về nhà bên em lại. Em có cảm giác giống như là em với vợ em quen nhau là phải la làng lên cho hai gia đình cùng biết là hai này quen nhau nha. Đừng thấy nó đi với ai người khác là phải la qua la lại cho biết rồi đó. Rồi qua bên nhà ảnh thì sao? Thì cái ngày mà qua nhà ảnh sáng, nhà mà nghe nói là sáng sớm 5 giờ rưỡi em có mặc áo dài qua đứng trước cái nhà. Không, nếu mà đã vậy là phải 4 rưỡi. Sáng rồi. Sớm hơn nữa. Nói chung là em có kinh nghiệm rồi, cho nên là em không có đến cái giờ đặc biệt như vậy. Mà em tới một buổi chiều, và buổi chiều đó tình cờ là cái ngày sinh nhật của bà ngoại ảnh. Thì bữa đó là gia đình tề tụ rất là đông đủ. Thì em cũng đến rồi gặp mọi người. Nhưng mà có một cái chuyện là tới bây giờ em nghĩ là em vẫn còn thấy hồi hộp. Sao cưng? Là tự nhiên ảnh dẫn em lên phòng riêng gặp bà ảnh. Thì lúc đầu em nghĩ là bác sẽ hỏi thăm mình về gia cảnh sao, con học hành sao. Thì em cũng đã chuẩn bị những điều đó rồi. Nhưng mà không, bác hỏi ngày tháng năm sinh, ngày giờ sanh. Rồi bác nhìn mình từ đầu tới chân luôn. Rồi bác sờ lỗ mũi mình. Sau rồi cái em lúc đó là em run bắn lên, là em không nói được gì hết. Thì lúc mà về em mới nhất định em hỏi anh cho bằng được là bác có ý gì. Thì ra là sau này em mới biết là bác biết coi tướng. Cho nên ngày đầu tiên gặp mặt là cô tướng liền vui hả? Bà nói con nhỏ này được đó, nhưng mà có một điều hơi phải suy nghĩ thôi. Đó là ba nói thấy ba không, thấy ở nhà ba làm sao. Ba rất là khép, rất là sợ mẹ, nói chung là ba rất là sợ vợ. Thì nếu mà con lấy cô bé này về thì có khả năng con sẽ giống cha. Dễ thương quá. Rồi coi như là bên ba em cũng đã đồng ý cô này, và má em cũng đồng ý anh này đúng không? Dạ. Rồi hai người đến bao lâu thì mới đám cưới? Dạ 3 năm sau khi quen. Wow. Dạ 3 năm rồi mới đám cưới. Có nghĩa là mới cưới được đây 1 năm à? Dạ. Rồi sau khi đám cưới thì hai vợ chồng có phát hiện ra ở người vợ người chồng của mình có tật xấu gì không? Ông xã em á thì chỉ có một chuyện này thôi. Sau khi cưới về thì em mới phát hiện ra là anh ngoại tình một cách trắng trợn. Trời ơi, lớn rồi nghe. Rồi sao ngoại mà ảnh ngoại tình với một cái đối tượng á mà không đẹp hơn em nha, không có lôi cuốn hơn em, không có vui hơn em mà ảnh ngoại tình. Ai vậy bây giờ em nói? Ảnh ngoại tình với bệnh viện.
có nghĩa là anh nghĩa là đam mê công việc quá. Dạ, đúng không? Rồi. Có nghĩa là từ lúc cưới về tới giờ là 24/24, lúc nào em cũng nghe anh kể về bệnh viện hết á. Mà ông xã em á thì trực một tuần là đã hết 2 đêm rồi. Anh chị biết là vợ chồng mới cưới mà buổi tối mà ngủ không có ông xã thì buồn lắm. Cho nên là thường khi mà ông xã ra trực về nhà một cái là em rất là muốn thể hiện tình cảm với ông xã. Em hay rút vô ảnh. Nhưng mà ảnh thì ảnh rất là vô tình. Nói là ảnh về ảnh mệt là ảnh không có quan tâm tới em nữa. Ảnh cứ đi vô ảnh nằm xuống anh ngủ thôi. Ủa thì mà... cái đó làm cho em cảm thấy rất là khó. Ngủ mà sao vậy? Thì đó ngoại tình đó em nghe. Tại vì nó mệt nữa anh. Tại trực một đêm của tụi em nó là hầu như là không có ngủ. Rồi em về rồi lại gặp cái cảnh vậy vậy vậy. Thì thật sự á, lúc đầu á, mình cũng cảm thấy có tội. Nhưng mà sau đó cái mình thấy không được. Tại vì cứ vậy hoài cái mình mệt, mình không có quan tâm được. Rồi bây giờ có khắc phục không? Thật sự thì em nghĩ là em cũng không phải là đòi hỏi quá đâu chị. Nhiều khi em chỉ cần một cái tin nhắn của ảnh trong đêm trực, hoặc là ảnh về ảnh kể cho em nghe hôm đó là ảnh như thế nào, hoặc là một cái câu nói là anh nhớ vợ hoặc là sao đó thôi. Em cần những cái điều rất là nhỏ. Thì chị nghĩ vậy nè, có phải lúc mà cái cảm giác của em á, ví dụ như là mình đi trực về mình mệt quá rồi đúng không, rồi vợ mình cứ nhõng nhẽo thì em nghĩ là cô muốn cái gì mà lớn hơn đúng không, cho nên em cảm thấy mệt quá em chận cho rồi đúng không. Nhưng mà lúc đó là em cũng nghĩ rằng vợ em chỉ cần một cái nắm tay này hay là một cái hôn nhẹ thôi, rồi sau đó em ngủ cô cũng mãn nguyện đúng không. Có một cái sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây đúng không? Sự hiểu lầm không hề nhẹ. Có thì bây giờ nếu mà hiểu rồi thì vậy đi. Bây giờ mệt thiệt là mệt đi. Chăng nữa thì cũng tắm rửa xong đó. Trời ơi cục vàng cục ngọc của anh. Hai cái làm cái gì? Ai dĩ dụ? Lại nói được mới sợ. Đúng không? Em nghe lại rửa vậy cả. Cưng ơi cưng. Honey ơi anh mệt quá. Giờ anh ngủ nghe. Gặp lại em sáng mai. Đúng không? Thôi, coi như là hôm nay đi quay chương trình xong tối nay em thử mình đứng dụng coi như thế nào. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là thôi nói tên ca sĩ đi ha, chắc thường thì tại bây giờ ra hay gặp mọi người ngoài thì hay giới thiệu tên thật, nhưng mà thôi bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn là Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh hả? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Ôi, dạ. Đó, Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang ngang nhau đó. Đó, lạ ha, mà hai người bạn đó. Đó. Quốc Thanh, Quốc Thuận. Đó, đồng sao hướng, Quốc đồng Thanh hướng. Nó khác mà Quốc Thuận nó khác. Nó ngoài vậy. Thiệt chị thấy khác thiệt. Nhưng mà tên thật của em là Tô Hòa Thuận. Đó. À, anh họ Tô hả? À. Vâng, và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ. Đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Nghề tay trái của Phúc á. Thì bình thường thế thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Dạ. Chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề này nha. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Ngọc Soàn đó. Võ Thị Ruby. Dạ, em năm nay 35 tuổi. Dạ, nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi mà gọi kiểu dân gian á là sếp của anh Phúc á. Bây giờ mình mới hôm nay mới có dịp để mà hỏi về cái chuyện tình của hai bạn. Câu này chắc chị phải hỏi á, em hỏi là bị sáo rỗng á, tại sao vì vậy? Hai đứa là bạn nhau á. Không phải biết nhau thôi biết. Chứ bên ngoài không có bạn. Em không có biết cơ duyên mà hai bạn này gặp nhau luôn. Không biết luôn á. Không biết, chị cũng chưa biết. Rồi rồi vậy giờ nói luôn đúng không? Nói bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng lý gì do về gì cô mà gái hai đứa nè? Gặp nhau. Dạ. Lý do gì vậy? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất. Là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á, là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh. Và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu.
Nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, thấy cổ ngâm ngâm mà tướng cao mà mặc cái quần sọt ngắn này nè, tại vì lúc đó mình không có để ý lắm. Thì cái mình quay ra mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. À, lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thì sau cái hôm đó để ý rồi thì về mới gọi là search ở trên mạng lại để xem, thì mới thấy siêu mẫu Kim Cương là cô này đấy hả, thì mới lúc đó mới tìm hiểu mới biết. Đó là đó ấn tượng của Phúc về Kim Cương. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. xoàng em sao xoàng? Dạ. Gió thì học xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh em cũng ấn tượng rồi, hai bên cũng hai cặp luôn á. Có hai bông hồng kế bên. Ảnh là một ngôi sao superstar rồi. Thì em cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Thà như thế, thà như thế. Rần rần luôn, như người ta cứ nói đúng không? Đó, rồi sao nè? Khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Bế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Anh Phúc mới nói chị Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Sao lúc đó Phúc sao? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai? Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Rồi tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng mới thấy Kim Cương, mới nói thôi cũng được, nhỏ này là quay với tao được nha mày. Okay. Cũng được nha, cái từ cũng được nha. Đúng không? Thì đó, sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc và cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Rồi quay rồi lúc clip. Đó là cái lần đó là Phúc tấn công Hột Xoàng hay là Hột Xoàng tấn công Phúc? Dạ lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý nhưng mà dạ. Thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn ít hơn á. Dạ. Rồi cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước đó, nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay là ngược lại? Trường hợp của em là em trước. Em nói chuyện trước. Mới chị hỏi em là vậy đó. Nghĩa là nó có nghĩa là trò chuyện nhiều hơn đó. Đó là trò chuyện nhiều hơn, chủ động đó, chủ động nhiều hơn, đúng rồi. Đó là trong cái lúc làm việc cho các MV đó đúng không? Tụi mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Không có cảm tình sao về sệt. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sao cái lần mà quay MV hợp tác với nhau, chắc có lẽ là Phúc sẽ chủ động gặp Kim Cương nhiều hơn để mà tỏ tình đúng không? Sau đó về thì chắc cả tuần á. Lại cái tuần á thì mới bắt đầu nói chuyện lại. Mới nói chuyện lại với nhau nhiều hơn, rồi có những buổi bắt đầu mới hẹn hò mời đi ăn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Em có tổn thức, em có nhớ nhung, em có... Tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á, mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là trời ơi mình phải nói là đã lắm. Thực sự á, đã lắm. Mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng dũng lắm. Dạ đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau này kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao xuyên Phúc biết không? Phúc biết không? Vậy nè, thường á diễn á, giống như chị Hồng Vân đi diễn thì biết rồi, thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông mà đẹp trai nọ thì giống như là chị phải tạo cái feeling để cho chị diễn đúng không? Để chị có cái gọi là cái cảm xúc đó. Cảm xúc. Thì Kim Cương á thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. Có một cái gì đó giống như là mình
mình cảm nhận được là cô này có hơi ngại ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. Đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. Mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn thì mình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có cảm tình thiệt á thì lại rất là ngại e dè. Phúc nhận ra không? Phúc nhận ra đúng không? Cũng có thể. Phúc á là thần tượng cô biết bao nhiêu cô gái rồi. Cho nên cái việc mà cái cô Kim Cương này mà đóng với mình chắc chắn là Phúc phải tự tin là cô này phải thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Cương trong lúc quay phim á, Cương có thổ lộ cho Phúc biết rằng là đừng anh có là xài chữ Cương không? Kim Cương hoặc là Xoàng. Kim Cương chứ đừng có Cương không? Đó, thôi, Kim Cương hoặc là Kim cũng được. Kim, Kim Cương hoặc là Xoàng, bé Xoàng. Tự nhiên kêu Cương nghe kỳ nghe. Dạ thì lúc đó em cũng thích nhưng mà cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự. Xin số, lấy số điện thoại, giữ con thắt rồi từ từ mình nói chuyện sau. Đúng không? Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thật sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Đúng cho rồi. Nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là người yêu, là đóng vai người yêu. Thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như để mình bị lậm vào nhân vật vậy đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này cái cảm giác này chị biết đó, tại vì em biết không, ngày xưa lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Tối về rồi cũng đâu có ngủ được. Chị cũng vậy đúng không? Chị cứ giữ giá đúng thì không? Thì bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn đúng không? Một ngày một. Nhưng mà chị là đó là đâu có nhắn tin rồi đúng không? Hồi xưa là có Phương Linh. Phương Linh có mà. Rồi cuối cùng là ai nhắn cho ai? Trời ơi, cả hai đứa đều nhắn hết. Nhắn tới tấp rồi. Tại vì cái đó phải quay tới mấy ngày lận. Đó, cái Tuấn với Vân riết cái đó. Rồi. Vậy đó, cho nên cái cảm giác lạ lùng lắm. Từ Vân Tuấn bây giờ qua Phúc với Kim Cương. Đó, thì đến khi nào thì em mới bỏ giá? Dạ cũng khoảng tuần sau đó. Thì đó thì cũng cỡ tụi tôi sao đó. Cũng cỡ tụi tôi. Tụi quay cái đó 3 ngày thì có thể thứ tư tụi tôi bỏ giá. Thì là bên đây cũng hơn một được tuần ngày rồi. Hơn được ngày 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Đó. Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Đi ăn rồi đi về. Thôi mắc cỡ đừng kể nữa. Kể tới cái đoạn đó mắc cỡ mà. Thôi vậy Kim Cương kể đi. Trời ơi em mắc cỡ nè. Trời hai chồng mắc cỡ rồi giờ cuối cùng sao đây ai kể. Đó. Có gì đâu. Nói chuyện với nhau về những cái gì. Đó. Nói đây là cơ hội để các bạn nhắc lại cái kỷ niệm lần đầu tiên mà cả hai người hẹn hò. Vì sao tự nhiên mình kể cho con mình nghe thì không được. Dạ. Nhưng mà mình kể ở đây cái con mình nó sau này nó sẽ lắm coi lại xong nó trời cha mẹ nó đẹp quá giống như là hoàng tử công chúa vậy đó. Không có chương trình nào mà nó thật sự là nó dễ dàng như bây giờ đâu. Bữa cái có cái số đặc biệt á là bố mẹ chị lên đây nè. Dạ. Em biết không, bố mẹ chị mà ông bà năm nay là 80 mấy rồi. Kêu ông bà ngồi đó, chị đâu hỏi, Thuận hỏi không? Ông bà kể lại chuyện yêu đương của ông bà ngày xưa rồi muốn chết luôn á. Có bao giờ bố mẹ kể chị nghe đâu. Dạ. Đó, kể đi, khui đi. Dạ. Thôi giờ em kể nha. Bỏ giá đi, bỏ giá ngọt. Tức là đi ăn, mà đi ăn rồi. Xong rồi sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Thời điểm mà cận Tết. Em lại phải đi diễn. Em phải đi diễn đi gần một tháng. Đi gần tháng thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin với nhau rồi em còn lấy buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng á, tìm coi tuổi coi như cô này là tuổi gì rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin thì đó thì lấy cái câu chuyện
người yêu đang làm gì, người yêu tại là người yêu mà đúng đang đóng trong phim là người yêu. Cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Đó thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Sau một tháng về là hẹn hò. Cái phút giây mà gặp lại đó sau một tháng không gặp mà chỉ trời có nó mãnh liệt chứ, nó gần gần nó drama lắm đúng không, có nhào tới ôm đi. Hả? Nó là không có gì cản lại được hết trơn. Em cũng vậy mà, em nói gì ai. Sao em mà em với ai? Yêu thầm tiếng Nga biết không? Yeah. Em biết tiếng Nga mình. Dạ biết. Yêu thầm một thời gian rất lâu luôn. Sau này biết tiếng Nga nó khùng mới hết yêu. Quốc cường tiếng Nga đó hả? Thôi trời ơi, đừng có nghe lời bả không đó. Bả thiếu dệt đó nghe. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Thì công khai xong là cưới luôn á, đúng không? Dạ. Hồi đó chị nhớ rồi dạ, đó chưa là... cưới chị, em cưới 2018 mà. Nhưng mà em kết hôn sau khi là... một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là cưới. Lúc đó chị nhớ là báo lúc mà bắt đầu đăng rần lên là Phúc với Kim Cương cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Rồi tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Đó. Dạ. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Có cái vụ mà Phúc bị bệnh đó, đúng dạ. không? Đó chị cũng chỉ có theo dõi trên báo thôi dạ, chứ còn mình biết cái ngành của Phúc với lại ngành của chị là có đời nào mà gặp nhau được đúng không? Dạ. Biến cố thì em nãy em tưởng đâu là anh hỏi là hai đứa có gây gổ hay là có biến cố gì giữa tình cảm hay không? Cái đó cũng là một đó. Cái đó cũng là một trong những cái mà mình muốn hỏi luôn á. Cũng có mà nó ít lắm, nó nhỏ lắm, nhưng mà cái vấn đề hồi nãy anh Thuận mà mới nhắc á, thì cái đó mới vấn đề lớn. Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa, tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi. Thì nguyên một tuần dài như vậy từ thứ 2 đến thứ 6 là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Thì em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và năm 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới, tổ chức đám cưới với vợ. Hay quá. Có phải là chính nhờ cái phương pháp đó mà bây giờ Phúc và Kim Cương đã coi như là thành lập, coi như là một cái cơ sở để gọi là để mà phục vụ để cho những người giúp những người đi đệm đúng không? Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Em đồng hành cùng anh Phúc. Đương nhiên là em đồng hành nhưng mà chị đừng nói cái cảm giác của em có rồi em có sợ, em có giống như là đương nhiên là mình không dám nói cho chồng mình biết, nhưng mà lúc đó là mình phải tự chịu đựng một mình đúng không? Chứ mình mà bi quan nữa là chồng mình còn mệt mỏi nữa. Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên. Cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài.
và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Đó là như vậy, mà nhiều khi anh đau anh nằm sấp trong nhà, anh nằm sấp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sấp nha. Em mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này ha. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ đó. Nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luên. Và đến 2018 thì tụi em mới cưới nhau. Ba lần trước Phúc đi đi mổ đó. Bốn lần trước đó. Dạ. Là lúc đó là trước khi quen chưa có kim cương đâu. Tức là em vậy nè, em kể một cái giai đoạn là em bị thoát vị đĩa đệm và chấn thương cái cột sống là từ năm 2001. Là lúc còn cuối năm của nhóm 1088 đó, đó. Là năm thứ hai đó. Thì lần đó là em đau nặng quá và em chịu không nổi nữa, là em phải đi mổ lần đầu tiên. Lần đầu tiên là năm 2001 đó. Tới năm 2007 em mổ lại lần nữa. Rồi trong 2 năm sau đó nữa thì em không dám mổ hở nữa và đi nội soi. Là liên tiếp là 15 năm là phải trải qua 4 ca phẫu thuật, là hai phẫu thuật mổ hở và hai phẫu thuật mổ nội soi. Tại sao phải làm nhiều lần là bởi vì nó cứ đau dai dẳng, nó tái đi tái lại hoài, mình không hết hẳn được. Trời ơi, mà em đồng hành đó bao nhiêu năm ha? Dạ. Đồng hành với cái nỗi đau đó bao nhiêu năm trời? 15 năm. Và có những khoảng thời gian là mình biết là Phúc là phải nghỉ ngưng hát khoảng thời gian rất là lâu. Dạ. Đó, trời ơi. Thôi vậy bây giờ là vui rồi ha. Năm năm nay là đã là coi như mọi thứ là ổn hết rồi em ha. Bình phục hoàn toàn luôn. Coi như là lúc khi mà em gặp bác là coi như bây giờ em bắt đầu renew lại từ gọi là giống như từ đầu luôn. Dạ, từ đầu luôn. Tái sinh đó chị. Tái sinh đó. 2016. Đó bây giờ con nghe nè, rồi ảnh đó, thần tượng của mình, rồi là người yêu của mình, rồi về nhà bệnh rồi có mình chăm sóc nữa. Vậy thì có lúc mà có nghĩa là trong tình yêu á, ảnh có lãng mạn như những cái ca khúc mà ảnh hát không Kim Cương? Ngày thường thì không có lãng mạn lắm đâu, nhưng mà anh Phúc ảnh rất có ý thức vào những cái dịp mà lễ tình nhân hay là những cái dịp sinh nhật thì lúc nào cũng làm nhiều cái điều bất ngờ cho em. Ngày thường thì cứ bình thường, ông xã bà xã bình thường thôi. Cái nhưng điều mà... bất ngờ mà em nhớ nhất trong cái lần mà ảnh thể hiện đó là cái lần nào? Em nhớ là 2012 á. 2012 thì ảnh hai người quen nhau rồi thì sinh nhật đầu tiên của em á, là ảnh có đặt một nhạc sĩ viết một cái bài hát về tình yêu. Sau đó ảnh làm một cái buổi tối, một cái buổi tiệc dinner xong thì kêu em tới thì em ở nhà em chạy ra, em cũng không biết là ảnh làm gì luôn. Nhưng mà khi đến đó thì thấy là ảnh trang trí hoa rồi cái bàn ăn chỉ có hai người thôi. Đó, rồi có piano. 2012. Dạ. Còn cái gần mới nhất đây đó thì là cái gì? Mới nhất đây là sinh nhật em 8 tháng 3 vừa rồi. Mới đây. Ồ, sinh nhật em ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ. Có nghĩa là bởi vì anh lời. Anh lời. Em lời quá. Bởi vì hai dịp đặc biệt trong một ngày. Và ngày mùng 7 Tết thì em cũng hơi bất cẩn là để làm mất cái nhẫn đính hôn của anh đính hôn cho em. Cái nhẫn đó là chồng em quỳ giữa biển, ở giữa dưới biển đó, tặng cho em hả? Nha, là em làm mất. Xong rồi em cũng buồn, nằm gọi là em nằm buồn dồi dào mấy ngày trời luôn. Anh Phúc có buồn không? Anh Phúc có buồn không? Anh nói thôi mất thôi, cũng đi thay người mới, anh mua cái mới bự hơn. Là anh nói như vậy thôi, thì đến sinh nhật anh mua cho em cái mới. Có giống cái cũ không? Hay dạ, là bự to, hơn? Dạ, to hơn. To hơn. Dạ. Cũng được rồi, nói chung là. Đó là nói chung là có Phúc. Có Phúc. Cưới Phúc có Phúc. Đó. Thì đó. Luôn. Kim Cương mà cưới anh Phúc có Phúc. Có Phúc. Kim hay Cương quá. Mà đi tặng hộp xoàn cho Kim Cương. Trời đó. Chở củi về rừng. Chở củi về rừng nhiều luôn. Chuyện quá. Chị mai mốt đừng tặng Kim Cương nữa. Tặng bạc đi. Đó. Đó. Rồi. Sao ta? Thôi bây giờ là bắt đầu thôi. Bây giờ hiểu rồi. Bây giờ hiểu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh. Cái tật xấu của anh á. Đó. Không biết luôn á. Đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này lắm nè. Ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Đó, Kim Cương. Xiên không? Có xiên không hay là làm biếng? Dạ, như chị Vân biết thì nghệ sĩ mà nhất là những người mà ngôi sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á, nhưng mà họ giống như em thì chắc là họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái
cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh đánh vô toilet ngồi chống một thiệt là lâu vậy đó. Không biết làm lâu, gì thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ ngoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngoài này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hối kiểu vậy đó. Hoặc là ví dụ như kêu ăn cơm, dọn cơm ra là đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì không biết nữa, thiệt là lâu, cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu là lề như vậy. Mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu kiểu vậy đó. Quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ anh Ron Quỳnh Phúc biết được cái có nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào đó. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn và làm việc cái gì cũng gọi là rớp rẽn, một người mà làm giống như làm hơn 2-3 đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì 2-3 đứa nhân viên, 2-3 đứa mà gộp lại mới bằng dạ, anh dạ, đúng rồi, thăng thắt đó. Thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha, nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó, em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Hồi xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là rùa bò lật ngựa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái tại vì chậm quá, nó nói là rùa bò lật ngựa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đã, đúng rồi. Ngày xưa nó chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Dạ đúng rồi. Cũng có tới đâu cao lắm là con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Không bị em hối riết là con giờ nhanh được xíu rồi. Là nhanh lên được nửa tiếng đúng rồi. Tại vì Kim Cương rất là nhanh thì khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên. Nhanh lên. Thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Hoặc là hồi trước đây, hồi xưa đó, khi lúc mà em bệnh á thì dĩ nhiên con người mình nó mệt mỏi, nó uể oải thì nó lười và nó làm biếng lắm. Đi hát hay là này kia rồi nó cũng không có gọi là nó không có thoải mái, nó không có chủ động. Nhưng mà khi bắt đầu tập được cái tính siêng rồi ha, thì sau này công việc đi hát của em á gọi là lúc nào cũng xô chậu là tươm tất và tới lúc nào cũng trước ít nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ để đợi. Và em bỏ luôn những cái suy nghĩ hồi trước đây có những cái ca sĩ mình nghĩ là ngôi sao thì phải tới đúng giờ, phải tới trễ chút phải tới cho người này hát cho người kia trước, nhưng mà em không có tính đó thì em chỉ có bị hơi lười thôi. Nhưng mà từ khi về làm việc và sống chung và làm việc với Kim Cương rồi thì em thay đổi. Bây giờ là cái công việc của em nó càng ngày càng tốt lên và em thấy cái sự thay đổi nó tốt thật. Tới lúc nào cũng tới sớm hơn, mình có thể mình đợi người khác cũng được hoặc là nhường người khác cũng được, nhưng mà bắt buộc phải tới trước giờ. Tôi biết lý do tại sao. Dạ. Tại vì nếu không tới trước giờ là sẽ bị bên đây hối. Đúng đó, đúng không? Hối kiểu dạ, lên đi, trễ giờ bây giờ mấy bà quản lý em vậy lắm. Cái miệng lên tới đây luôn nè, cái miệng lên tới đây luôn. Đó. Ủa mà giờ lạc đề nữa, đang là cái đề gọi là thật xấu. Để thật xấu. Tật xấu đó, tật xấu là lười biếng, tật xấu là lười biếng hay lề mề. Rồi sao? Ông Sàng nói tiếp đi em. Ông Sàng nói tiếp đi em, anh còn sở đoạn, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó cũng có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra, đó là cây kiểng á. Có nghĩa là anh mê tới gọi là, tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết da, anh thích để kiển ở trên lầu. Vậy là một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó, những người mà mê cây kiển, chăm cây kiển thiệt là tốt, thiệt là đẹp là những người mà phải là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt, với lại một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chòi á, từ bắt đầu nó nở rồi mọc lên. Rất là vui. Dạ, đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời đã. Ôi, bác Thuận bữa nãy có cái cặp kia chào chị Dân, chào chú Thuận. Tin không? À dạ. Té ghế luôn mà nhục á, té ghế luôn. Thương dữ vậy đó hả? Cái thương vậy luôn đó. Chào chị Vân mà chào chú Thuận. Chào chị Vân, chào chú Thuận. Cặp người nước ngoài luôn á, chồng người nước ngoài chào vậy luôn. Bởi vì tụi ghét tụi này mà hỏi luôn. Rồi sao nè, còn gì còn nữa, cái không? Gì nữa không? Dạ. Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Dạ. Ủa nhưng mà cái chơi cây kiển nó đâu có xấu đâu. À không. Đó là cái đam mê, hồi nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Dạ. Đó là một cái sở thích khác biệt như nào vậy đó. Là không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ có hơi lề mề thôi đúng không? Bây giờ đã thay đổi luôn rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới phút đó. Cô ấy có thật xấu gì không?
Dễ Kim Cương thì kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Mình nghe mình bực. Nói hoài á. Mình nên rất là dễ quạo. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói chị em tả chị coi cái. Hung dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Kể đi Phúc. Tức là cũng là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó, chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hột xoàn vô mặt á. Ừ. Trời ơi. Mà em đó thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Nên là em chạy. Cứ đường theo em là em né em chạy thôi. Tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước là đi nghe chạy luôn. Là chạy theo là em né ra cái chỗ khác là bỏ chạy. Bỏ chạy nó nào bỏ chạy em tôi lét đóng cửa luôn. Đóng hoài gì. Đứng ngoài chắc tức đúng không? Ấy rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối rồi xong rồi em la vậy thôi, chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Rồi có còn tật gì nữa không? Thêm tật xấu đi Phúc. Này là chưa đủ thời lượng. Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. Chỉ vậy thôi đó. Ví dụ nấu ăn rồi cách chăm con rồi đó. Rất những cái đó thì rất là hoàn hảo. Hoàn hảo. Dạ. Rồi. Chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con mà chăm con kỹ và tốt như Kim Cương. Chị hỏi nhỏ này rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Chị dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng có mà kẹo được đấy, là không có kẹo, không? Không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Vậy luôn á. Vậy là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Không hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở, nhưng mà không. Giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi. Ê nhưng mà về cái vấn đề chi tiêu quản lý kinh tế là cô ấy là chặt chẽ luôn đúng không? Chi tiêu, quản lý chi tiêu thì Kim Cương là một người cũng khá là phóng khoáng. Không đến nỗi keo kiệt. Nhưng mà cũng biết tích góp tích lũy cho chồng. Xài đúng. Chứ nhưng mà không phải là keo nha, tức là vẫn nhiều khi cũng mua đồ hiệu cho chồng, rồi đồ chồng đi diễn là phải nhà thiết kế công trí, rồi nói chung là cũng phải cái này cái kia cho chồng. Nói chung là không có phải là lấy tiền chồng xong rồi cất cái đó rồi ấy, cũng phải chăm lo cho chồng dữ lắm. Không có lấy tiền chồng mà gom lại đi mua hộp. Không có gom lại mua đâu chị, rồi bắt chồng mua để cho nó có cái gọi là bằng chứng đàng hoàng, anh mua cho tôi nha. Chứ không phải là tôi lấy tiền tôi đi mua nghe. Đúng không? Trời ơi, hai đứa này quá hạnh phúc luôn. Bây giờ nó không có kẻ tật xấu gì hết trơn. Vì sao vậy giờ á, là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Cho cuộc sống vợ chồng em có muốn Kim Cương thay đổi gì không? Bớt hung dữ lại không? Bớt rượt em không? Rượt. Mong muốn luôn đi, năn nỉ nó luôn đi. Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Nhiều khi tính em á thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là anh bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Rồi đó những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Nhưng mà mình thấy là thôi, để dĩ nhiên là bây giờ mình có gia đình rồi, chứ nó không phải giống như còn độc thân và còn trẻ giống hồi trước mà mình đi giao du đi đâu nhiều. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ
cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành mở cái ra. Thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa đó. Thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi đó là cái mong mỏi của Kim Cương đối với Phúc đúng không? Còn nãy thôi sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi. Nãy chị vạch đường cho em chạy rồi đó mà em không đà đó, em bớt rượt Phúc Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì đó. Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó, muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui chứ. Nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc đã thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Thực sự thì em thấy thay đổi mỗi ngày và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh để anh còn là một ca sĩ, anh còn là một ngôi sao. Chứ bây giờ anh thay đổi quá, anh sẽ là người bình dân, bình thường giống như em rồi. Nên là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng. Chúc phúc. Chúc phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Đó là bí mật nho nhỏ rồi, nghe còn bí mật lớn nữa. Hẹn trong